Quý vị đang thưởng thức chất âm của một cái chép, một cái thôi nha, em thích nói một cái thôi, một cái chép châu Âu. Và cái chép này hôm nay là công suất lớn nha quý vị, nó lên tận 30W, 4 ohm một cái ha, lên tận 30W luôn. Cái con hôm trước chép nhỏ em test là chỉ có 10W một cái thôi mà nó đã hay rồi. Mà công nhận đưa lên cái chép lớn này thì quý vị thế nghe nó âm thanh nó tách bạch, nó bung bé, nó bung hơn ha. Đó, vì nghe tiếng chép nó nét nó rõ. Tiếng quá hay. Rồi, thì xin chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị một số dây loa về từ Nhật ha, hàng đấu giá từ Nhật về, trực tiếp từ Nhật về. Thì những cái dây này rất chất quý vị. Đó, nhưng mà giá nó rất là hữu nghị ha. Giá rất là hữu nghị luôn. Dây xịn nhưng mà giá rất là đặc biệt. Đó, nó thậm chí nó còn bằng với những cái dây loa nhái trên thị trường quý vị ha. Quý vị mua những cái dây loa Trung Quốc trên thị trường, đó, một cặp nó tầm triệu, triệu mấy đó. Đó, như vậy, mấy cái này là hàng xịn, trực tiếp từ Nhật. Và đây là cũng là một thương hiệu lớn của Nhật. Đó, chuyên sản xuất dây loa dây nguồn. Rồi, thì đầu tiên thì nãy giờ quý vị nghe chất âm của cái chép. Đây, quý vị, cái thiết kế nó cực kỳ đẹp và sang trọng luôn ha. Chép này thì quý vị sẽ thấy to hơn cái hôm trước nha, quý vị, to hơn nhiều ha, và nó thể đẹp hơn. Đó, 8 ohm, mắc 30W nha. À, cái này 8 ohm nha quý vị. TBS, những cái con này thì từ châu Âu về nha quý vị, nó về chung cái lô châu Âu với cái mà những con chép đợt trước đó, ha. Thì quý vị thấy này, em đang để cái tụ 2.2 đánh nghe rất phê. Và con chép này công suất nó rất lớn quý vị, cho nên quý vị thoải mái ghép với những đôi loa full hát karaoke luôn ha. Tiếng rất hay nha quý vị. Quan trọng là mình đánh giá chất âm đó ha. Quá tuyệt vời. Con chép này có giá là 790 nha quý vị. 790 nha, em bao ship tặng một cặp tụ. Và ở đây em có một đôi chép Bioner. Em có làm một cái đế để sẵn cho quý vị luôn. Và cái con chép Bioner này nó nằm trên cái đôi loa là VF50F nha quý vị. Bioner 50F á, để cái đôi mà mười mấy triệu quý vị. Chép đơm ha. Chà, đây Bioner. Chép đơm. Thì con này cả đế và cả con chép thì giá hôm nay là 900k nha quý vị, 900k. Sở hữu con Bioner này. Tiếng con Bioner này thì nó sẽ chi tiết và nó sẽ hay, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn con châu Âu này nha quý vị. Rồi, anh em quan trọng anh em thích thôi. Rồi đây em có một cái đôi chép điện Kenwood. Đây là dòng siêu chép điện nha quý vị. Made in Japan. Nó thể hiện được những cái dải tần từ 25 tới 30 ngàn hertz luôn nha quý vị. Đây là những con siêu chép điện nha quý vị. Thì em đã có giới thiệu cho quý vị và các bạn trong một cái video clip phân biệt chép điện và chép tạch anh. Và con này thì nó sẽ có một cái miếng, cái màng ha, cái màng điện, màng nhôm của chép điện nó nằm trong đây, nó rất to. Thì con chép này quý vị có thể gắn lên những đôi loa mà thiếu cái dải siêu cao ha. Đa số những cái loa chép giấy quý vị, quý vị nào sử dụng chép giấy, chép đơm á, chép đơm thì cái dải nó sẽ cao hơn chép giấy đó. Chép giấy thì thường nó tới 12.000, 15.000 là cao lắm rồi. Còn anh em sử dụng chép đơm á thì nó lên được cao hơn tí đó. Còn đối với những dòng chép điện thì cái dải nó sẽ cao hơn rất nhiều ha. Những dòng siêu chép điện nó sẽ, quý vị gọi nó là siêu chép, là super chép đó quý vị, trên những đôi loa cao cấp nó mới có. Thì những cái tiếng này thì anh em sẽ nghe trong những cái bài nhạc rất là đặc biệt ha.
Nói chung là những cái dòng siêu chất điện thì anh em có cái cảm nhận đã có cái cảm âm tốt rồi, anh em nghe nó sẽ rất tuyệt vời. Còn những anh em mà chỉ thường chỉ nghe chép những đô la karaoke mà nghe chép kèn chép gì đó mà càng to thì không chơi đôi này được ha. Đôi này là cần cho những anh em mà cần cái hay nha quý vị. Cái đôi chép đèn đó giá là 780, hôm nay em 750 thôi vì em tặng quý vị một đôi tụ luôn ha. Và cái chép này em đã có test trong nhiều clip rồi, quý vị cần thì em sẽ gửi lại cho quý vị nghe. Rồi thì tiếp tục hôm nay quý vị, em sẽ có những sợi dây rất là tuyệt vời để gửi đến quý vị. Ở đây hôm nay em về được một cái sợi dây nguồn Zonoton 6N2B 3.0 Master. Thì quý vị sẽ đánh lên trên Google, quý vị sẽ thấy cái thông tin về em này ha. Thì em này thì là cái dạng 3 lỗ thì thông dụng để sử dụng cho những con Denon, Akufa, Mackintosh, nói chung là những con âm ly cao cấp nha quý vị. Thì made in Japan và nó có chiều như thế này. Và dây này là dây zin hãng nha quý vị, chứ không phải là dây lên đầu nha. Dây zin hãng của hãng, hai đầu Zonoton luôn ha, của hãng luôn ha. Dây này thì cái này nó cũng to nha quý vị, 12 ly ha. Nó 12 đó quý vị. Ở đây em có cái thông số cho quý vị tham khảo luôn nha quý vị. Hầu như tất cả các dòng cái sợi này bán là 3 triệu 990 quý vị, là khoảng 4 triệu rồi. Nhưng mà cái này là chỉ mới có số 8 thôi nha. Đó, cái đầu này là đầu số 8 nè quý vị. Cái đầu này nó sẽ đắt tiền hơn nha quý vị. Sợi này thì ngoài nó bán khoảng tầm 4 triệu rưỡi. Mà bên Nhật đang bán cũng 16 17 ngàn yên là hàng là qua sử dụng đó quý vị. Nhưng mà con này là hàng, có nghĩa là hàng khui hộp nhưng mà chưa sử dụng quý vị, có nghĩa là đẹp như mới ha, không chì xước gì hết, rất là đẹp. Chung là nó như mới đó quý vị. Ha, như mới đó. Tất cả các dây này thì cũng vậy quý vị. Thì cái chất liệu á thì nó sẽ là dây dẫn Zonoton được sản xuất tại Nhật Bản ha. Chọn cẩn thận, vật liệu của nó là đồng 6NCU, có nghĩa là đồng nguyên chất 99,999%. Đó. Nó nguyên chất cực kỳ luôn ha. OFC đồng không oxygen, có nghĩa là đồng tinh khiết nguyên chất quý vị. OFC mạ bạc. Và cái dây này thì nó sẽ có một lớp bạc bọc ở ngoài chống nhiễu, quý vị thấy cái lớp này đây. Đó đó. Chống nhiễu quý vị. Thì đôi dây này em giao lưu đến quý vị giá 1 triệu 7 ha. Thì anh em mua những cái dây ở ngoài, những cái dây nói chung 1 triệu mấy, quý vị không mua được những cái dây xịn của những cái hãng tên tuổi đâu quý vị ha. Khẳng định quý vị luôn, quý vị mua ở ngoài nếu mà tầm 1 triệu, 1 triệu mấy là toàn là dây của China nhái thôi. Đó. Trên thị trường thì nói chung là rất là nhiều nha quý vị, rất là nhiều những cái dòng dây khác nhái, nhưng mà riêng cái Zonoton này thì đặc biệt ha. Và đây là dây này là em đấu trực tiếp từ bên Nhật về, cho nên là đảm bảo chất lượng quý vị ha. Rồi tiếp theo quý vị thì dây loa thì ở đây em có như thế này. Đây là Zonoton, model là đây, vẫn là chất liệu đồng 6NCU, đồng tinh khiết 99%, 4 hybrid multi chất hai lần. Dây này là dây loa hiệu suất cao quý vị, dây hiệu suất cao, đây made in Japan, sản xuất tại Nhật và nó có hướng mũi tên luôn á. Những cái dây xịn thì thường nó sẽ để mũi tên để chúng ta có thể gắn cho nó đúng hướng của nó thì nó sẽ hay ha. 6NXB 1001 nha quý vị, chất liệu đồng là 6NCU. Và cái con này nó thua cái dây này chỉ có một cái là dây này nó bọc bạc chống nhiễu thôi, còn tất cái chất liệu đồng là nó như nhau quý vị ha. Và dây này em sẽ giao lưu đến quý vị và các bạn với cái mức giá rất là tốt thôi quý vị. Con này thì giá là 200 ngàn một mét ha. Cái cặp này là 2,5 mét là chuẩn luôn quý vị, có nghĩa là 5 mét ha, có nghĩa là 2,5 mét một vế, thì hai vế nó sẽ là 5 mét và sợi dây này sẽ là 1 triệu quý vị ha, 1 triệu cho cái sợi dây xịn này ha. Rồi bên đây cũng vậy, 2,5 mét cũng là 1 triệu quý vị. Ở đây thì là 5 mét một vế, có nghĩa là nó 10 mét. Thì quý vị muốn lấy, nói chung thì quý vị muốn lấy
5 m hay ít hơn đều được nha quý vị. Anh em muốn cắt như thế nào thì cứ liên hệ với em ha. Và cái sợi này là mỗi vế nó 5 m ha. Nó 10 m thì nó 2 triệu. Rồi. Tới cái dây dây này. Đây. Thì đây quý vị, cái này thì mỗi 1m8 ha. 1m8 một vế quý vị. Yonoton 6NSB. Dây này thì nó có chất liệu là bạc ha. Đồng quý vị, đồng nguyên chất 99,9%. Là chất liệu đồng 6NCO cộng silver, có nghĩa là đồng cộng với bạc. Đồng tinh khiết nhưng mà cái bạc là cái nó có một cái lớp bạc vỏ nó chống nhiễu ha. Chống nhiễu. Rất là hay, anh em nào sử dụng những cái vàng high-end hay là những cái vàng mà nghe nhạc cao cấp thì nên sử dụng nha. Và cái con này, cái dây này thì sẽ có bốn cái dắt càng cua. Cái này là đồng nó mạ vàng của bên Nhật, nó làm đầu luôn nè. Có nghĩa là bốn càng cua này là bốn càng cua xịn nha quý vị. Bốn càng cua xịn ha. Em đo kích thước dây cho quý vị xem luôn. Dây này thì nó khoảng là 8 á. Khoảng 8 mm nha quý vị. 8 mm. Và cái lõi của nó là khoảng 3 đó quý vị, nó khoảng 3 mm đó quý vị. 3.0 nữa ha. 3.0 á. Đó. Rồi, còn cái càng cua này thì nó vậy. Nó 14 ha. Cái lỗ giữa này là tầm 6-7 gì đó. Rồi. Cái này là 300.000 một mét nha quý vị. 300.000 một mét, cái này là 1m8 là nhân lên là nhân 2 là nó 3,6 mét quý vị. Dây này thì nó tầm là 1 triệu 2 ha. Và nó có bốn cái này thì 100.000 ha, bốn cái này thôi là 1 triệu 3 quý vị. Rồi. Thì còn đây quý vị, 2,9 mét nè. Mỗi vế có nghĩa là nhân lên là 5,8 mét ha. Thì quý vị cứ nhân lên 300.000 một mét giúp em. Và cộng thêm nếu mà có cái dắt đó thì quý vị cộng thêm 100.000 giúp em ha. Mỗi mét là 300.000. Thì đây có dây 1m2 mỗi vế nữa nè. Anh em nào cái dạng ngắn ngắn thì sử dụng cái này ha. Rồi còn chỗ này là nó 4 mét mỗi vế quý vị. 4 mét mỗi vế ha. Anh em cần lấy 2 mét mỗi vế thì em cắt ra luôn cũng được. Ở đây thì đây em làm dấu sẵn hết này. Này là 2,8 mét mỗi vế nè nha quý vị. Nhân lên thì nó là 5,6 mét. Đây quý vị. Còn cái này là 3 mét mỗi vế ha. Nhân lên là 6 mét. Này có dắt càng cua luôn nha quý vị. Càng cua xịn của Nhật chất lắm nha quý vị. Chứ không phải là chúng ta mua cái những cái càng cua ngoài chợ nó khác lắm ha. Càng cua này chất lắm quý vị. Có nghĩa là những cái dây dắt này thì nó, cái độ suy hao tín hiệu của nó rất thấp nha quý vị. Đó, cái độ suy hao tín hiệu của nó rất thấp, có nghĩa là nhỏ nhất 0,001 gì đó. Đó, mỗi vế là 3 mét thì nó là 6 mét quý vị, 1 triệu 8 ha. Những cái dây này nó rất là chất. Rồi. Cái tiếp theo quý vị. Thì ở đây em sẽ có một cái dòng dây cũng của Yonoton nhưng mà model này là AVS 10 1200 m. Thì cái dòng dây này cũng là cái dòng dây chất liệu đồng, nó cũng giống như vậy nha quý vị. Ha. Chất liệu đồng thì nó vẫn giống như vậy, đồng tinh khiết. Cái sợi này thì 3 mét mỗi vế. 3 mét mỗi vế nha quý vị. Thì cái dây này thì nó sẽ đắt hơn cái dây kia tí xíu quý vị. Và cái dây này thì nó thiết kế là bốn lõi mỗi sợi ha. Bốn lõi mỗi sợi. Đây quý vị ha, bốn lõi mỗi sợi. Thì đây nó làm dắt càng cua. Đúng, cái dây này là cái dòng dây để chúng ta chơi bi quay đó quý vị, nhưng mà cái sợi này thì bên Nhật đã nó làm như vậy là để chúng ta gắn những cái lo thường luôn rồi, không có bi quay nữa ha, nó có nghĩa là chùm lại hai cái gì rồi. Và bên đây nó sẽ có hai cái đầu, hai cái đầu giống như mỏ chim nè. Và cái sợi này nó giống là sợi đồng, sợi vàng đồng gì nó mạ gì đó, nó làm giảm cái độ suy hao tín hiệu đó, rất đẹp nha. Này là bên Nhật nó làm sẵn luôn.
Cái sợi này thì mỗi vế là 3 mét nha quý vị. Mỗi vế là 3 mét. Thì cái sợi riêng cái sợi này là 2 triệu quý vị ha. 2 triệu cho sợi này. Rồi, anh em mà đánh loa mà đánh bi quay hay là ghép âm ly bi quay với loa quý vị thì những cái sợi này. À để em khoan quý vị, cái dây này hình như là giá nó cũng bằng cái dây kia. Cái này thì là 2 triệu nha quý vị, cái này vẫn là 300 một mét, đúng rồi. Chứ không phải 350. À cái này là 2,5 mét mỗi vế quý vị. 5 mét thì nó là 1 triệu rưỡi ha. Thì cái dây này anh em lưu ý là anh em đánh những cái dòng loa bi quay ha, những dòng loa mà nó có bốn bốn chạm loa, bốn chạm loa thì chúng ta sẽ gỡ cái cầu ra, chúng ta sẽ câu như thế này vào cái amply thì nó sẽ rất tiện nha. Đó, còn nếu mà quý vị mà chơi những cái dây giống như vậy không có bi quay thì quý vị phải để tới hai cặp loa, còn cái này chúng ta chỉ cần để một cặp thôi bi quay. Tính ra thì 300k một mét cho một cái sợi dây xịn chính hãng của Nhật, sản xuất tại Nhật luôn, như thế này thì quá rẻ nha quý vị. Dây này thì vẫn có chiều mũi tên 2,5 m, 2,5 m, ở đây là 3,6 m mỗi sợi quý vị. Sợi này là 3,6 m này, cắt ra 1,8 m một sợi, cắt ra 1,8 m một. Mình lấy cái sợi cái cặp đó là quý vị chia ra làm được hai cặp dây đó ha, mỗi 1,8 m một bên. Nó vẫn là 300k một mét nha quý vị. Quý vị cứ nhân lên. Cái này là nó, nếu quý vị chơi bi quay thì chơi những dây này rất tiện. Và quý vị thấy là không chỉ riêng những dòng loa nghe nhạc bi quay mà những dòng loa hát karaoke thì hiện nay cũng có một số hãng, một số dòng loa chuyên nghiệp đó quý vị. Nó cũng chia ra bi quay luôn ha. Chúng ta xài qua cái code thì chúng ta xài những cái đánh bia đó quý vị. Ta xài qua cái code đó thì chúng ta vẫn xài cái dây này ha. Đó, sẽ chia ra bốn cọc luôn. Đó. Nói chung những cái dây 4 này thì nó sẽ dễ sử dụng nè. Quý vị mua loa vậy, quý vị muốn dùng cho loa bi quay hay là loa thường đều được. Dùng loa thường thì cứ chậm lại giống như vậy ha. Còn dùng mà bi quay thì chúng ta tách ra. Đó, nó sẽ tiện. Rồi, thì cuối chương trình này thì em vẫn có một cái chương trình mini game để chúng ta xả stress giải trí nha quý vị. Thì kết quả công bố của ngày hôm qua hôm kia thì anh em dự đoán trúng số 77 thì đã trúng giải được một cái ổ điện xịn sò như thế này nè quý vị. Ổ điện Panasonic ha. VIP về hết. Quá VIP của cái ổ điện này. Thì đã có một anh đón trúng số 77 thì anh hãy liên hệ để nhắn địa chỉ và đây anh Kiệt Nguyễn nha quý vị. Thì rồi chương trình của ngày hôm nay quý vị thì quý vị hãy dự đoán hai số cuối của tựa tiền, số series đầu là 224 565 nha quý vị, 224 565. Thì quý vị hãy dự đoán hai số cuối của series tựa tiền, nếu nó trúng thì quý vị sẽ nhận được phần thưởng là một cái ổ điện nó rất vip như thế này. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất từ cửa hàng. Em xin chân thành cảm ơn, chúc quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.